sáng uống cà phê vườn đá. Vườn đá ở Đầm Sen. Đây, vườn đá đây. Đây là lần thứ hai Mai đến đây. Lần đầu tiên sao không có nhiều cảnh mà. Vừa đây uống cà phê luôn hả? Anh mệt, ăn luôn. Ăn luôn hả? Anh ăn mệt. Honey, anh phải tươi, anh phải tươi lên. Đúng rồi. Xấu hình đúng không? Đúng rồi. Cái này giống bây giờ bờ mương xe đôi, xe chiếc ở Quảng Ngãi. Ở trong đây là có ca nhạc sống, nhưng mà bữa nay thứ năm không có ca nhạc sống. Bữa nay thứ năm không anh đi. Hoa này ở trên đây hả? Dạ. Hoa giả đúng không? Hoa giả. Cái nhạc thì nó nằm ở kia. Trước cô thấy đó là ca nhạc đây nè. Đậu vô đây nè. Không, trước anh bô không có nè. Cũng sáng sáng vậy nè. Dạ, không có em rồi. Làm gì không có toàn. Có chứ, bây giờ không có. Có ca nhạc rồi. Ở đây là gần khu vực Đầm Sen nha quý vị. Thục nói là ở đây đồ ăn rất là ngon. Ngồi ghế mây đi ha. Ghế mây. Trời, nó nặng ghê nha. Kéo chưa? Thank you honey. Nó có nút bấm. Hải Âu là ăn mì Quảng, Mai Ly là ăn bún gạo xào nấm. Em là gì? Ngươi xào bò. Ngươi xào bò. Này này, ăn mì Quảng nè. Mì bò kho có không? Rồi, cái mì bò kho đi. Mì bò kho toàn. Bữa chưa ai ăn nè. Ăn mì kho đi. Được trước ai ăn. Còn cái mì bò kho. Còn cái mì bò kho không nè. Còn cái mì bò kho. Mì bò kho mà lấy cái dai cái gì cho. Cái mì mè. Bỏ mì Quảng nè. Nuôi nấu bò bằng. Đúng rồi. Ăn bữa nào. Ông xã ăn nuôi nấu bò bằng. Anh đi uống gì? Số 1 luôn. Tối nay mua. Của chị là cam bắt không lấy đường. Đây là mình nhận hả? Tối nay em có mua một cái chỗ bán bò kho hoặc là tuyệt vời luôn. Bò kho. Ở đây có bà con hả? Dạ. Ở đây có bà con hả? Có bà nội, nhà ba mẹ. Hủ tiếu bò kho. Mấy giờ? Thường là buổi trưa anh. Buổi trưa. Xong cái đi. Đi bò kho của Toàn hả? Cái gì em? Bà đi bò ngoài mấy giờ? Xuống tới sáng 10, 11, 12 giờ đi cũng được mà. Xuống đường Hải Âu là bị quản. Đổi ý rồi. Đổi. Mì đó là mì bò kho đó. Đó là mì. Ở này hủ tiếu nè. Hủ tiếu này của ai không? Không, thì mọi người cứ đi đi. Ăn món mì á. Đi chung mới vui chứ. Mà anh có báo với bì quà là cứ bao nhiêu người không? Cứ để. Có chứ, rồi anh có đem đồ ăn xuống nữa mà. Cua này kia. Mấy người ở dưới là trời khỏi cho. Đó là anh kêu ông kiếm cái gà đông tảo cho anh chưa có. Gà là đợt trước gà ông quất 3 con gà đông tảo nhưng mà thùng lù á. Gà ăn nhức nhối. Hôm bữa trưa thử giò đó phải không? Gà đông tảo.
nuôi xào bò. Nuôi à? Nước mà nó nhẹ hơn. Nuôi bò bằm. Dễ chịu cái bụng lắm. Xào bún gạo xào da bánh mì thôi. Rồi. Thôi gì vậy? Còn bún xào chay. Ít hơn tí thôi. Bún xào nấm. Nhiều ai ăn hết đi không? Em ơi bún xào nấm cho chị chén nước tương nha. Có cho đi. Em giá em rồi. Hả? Không ăn hả? Mọi người đó ăn đi. Nãy đi em rồi nè. Nấm mì không? Cà phê mà pha phin cái bộ ngon rồi nha. Cảm ơn em. À, bây giờ Mai Ly ăn cái. Còn giá không? Không rồi. Giá được còn chứ. Heo với nuôi heo. Không nữa à. Biết rồi. Bún rất là ngon nha. Đang ăn một nửa thấy ngon quá. Dừng lại quay review. Bữa giờ nó đi làm rồi mà, ở nó lâu. Quá, có dụng cái hông giả hay gì, qua bởi cái này. Buổi sáng ở đây thật là ngon, ai mang cạn chén hết nha. Bữa nào mà đi bỏ uống rồi, năm đồng em quá. Giờ đang thử nước có ngon không? Nước cũng ngon luôn. Nó tóm lại là ở đây ngon. Cái món này nước ép ba tầng gọi là gì em? Nước ép vườn đá đặc sản ở đây hả? À. Vậy thì nãy Nhi không biết hả? À. Cái đó là nước ép dưa hấu mà. Em muốn em thấy đẹp chứ em không muốn, em không nhớ. Vườn đá này à. Nó hay đọc, ví dụ người đẹp hay đi chữa đó. Ủa mấy giờ bọn mới về? À, này là đặc sản của vườn đá nè, nước ép vườn đá. Hồi nãy nghe em kêu nước ép vườn đá mà chị tưởng đâu là cái tên của nước ép, và là cái tên của quán. Đúng rồi. Vô nữa hả? Anh cũng bị giả tịch á, sáng nay cầm này.